Nên xin chào các bạn đi. Trên nào các bạn đang ăn mì? Mình đang ăn mì gói. Rất là giỏi luôn. Các bạn ơi nhìn Nơ đi, Nơ đang tự ăn đó. Nơ tự gắp luôn đó các bạn ơi. Quay phim đâm cô cháu của Nơ hả? Quay phim cho bà nội coi, bà nội nhìn để biết Nơ giỏi. Kêu hủ tiếu mì. Kêu hủ tiếu mì cho Nơ. Nơ ăn hủ tiếu không? Thì mày gắp cho, mày gắp cho. Có mẹ ăn hủ tiếu. Không phải, bây giờ mẹ gắp cho Nơ rồi, mẹ nêm ớt vô tô của mẹ đó. Mẹ muốn ăn ớt cho nó ngon. Dạ dạ mẹ nêm Nơ muốn ăn mà. Ăn ớt được. Không, ớt ở đây rất là cay luôn. Nếu mà cay quá là con ăn hết mất ngon á. Gió rất là mát luôn. Xong bên này có cái quán nhậu ở đằng đây nè, có nhạc nè. Rồi muốn ăn đi. Mẹ sẽ khoe với bà nội, với bà ngoại và Ken là Nơ ăn đủ rất là đủ nữa. Cậu nữa. À cậu nữa hả? Bà nội nữa. Ừ. Tốt cho sức khỏe mà. Ăn rau ngon rau. Nhiều quá, nhiều quá. Giỏi quá. Nó gắp miếng thịt lên ăn đi con, múc miếng thịt lên, cắn một miếng và bỏ xuống. Nó không gắp được, mẹ gắp được nên. Cắn một miếng thôi, một miếng thôi.